Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé. Xin mời cô anh chị và tất cả mọi người tiếp theo theo dõi video ạ. Hôm nay sẽ hoàn thiện điện nhá mọi người nhá. Hôm nay là với kỹ sư bằng sơ cấp của súng Hà Giang sẽ hỗ trợ anh em mình lắp điện. Nói trêu vậy thôi, hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở nhà vần và trong video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau để lắp điện và tất cả các cái ngôi nhà khác ở trong các cái căn nhà khác, qua hoàn cảnh khác thì anh em mình đều nhờ em súng Hà Giang bởi vì em cũng khéo tay hơn một xíu. Tất nhiên là anh em mình thì cũng lắp được thôi, tuy nhiên thì để cho nó tiến độ nhanh hơn thì là nhờ em súng Hà Giang đến để hộ lắp điện cơ bản ấy thì là làm điện nổi thôi. Thứ hai nữa là chỉ lắp ở cái nó đơn giản, nó chỉ là thắp sáng các thứ thôi. Thì xin chào tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Ngôi nhà đã hoàn thiện cửa các thứ, nói chung là 100% thì chưa được, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là 95% rồi. Cửa xong. Đây này, những cái điện đóm hiện tại em vẫn dùng. Các bạn nhỏ chơi đây sướng thế. Đấy, từ trước đến giờ là anh em mình dùng. À có bóng rồi mà. Nãy trừ rồi gì? Mua trừ chưa? Vẫn tương tự là anh em mình sẽ lắp hai bóng, một bóng ở phía trước này, một bóng ở phía ngoài. Sau này thì rảnh rỗi hơn thì anh em mình sẽ lắp một cái đèn năng lượng mặt trời cho em Vân ở phía sân để tối có thể là sáng đỡ mất tiền điện. Đấy. Vẫn lắp như vậy thôi nhỉ, mỗi buồng một bóng này. Bếp và bàn bếp của nhà em Vân thì anh em mình lắp thêm cái ổ cắm nữa, bởi vì là em Vân ở đây thì điện nó mạnh, thứ hai là sau này chắc chắn là em cũng sẽ có tiền để mua gạo và nấu cơm, nên là các bác gửi đã nổi gửi nồi cơm rồi thì mình sẽ lắp điện để mà ở bếp nhá. Đấy, trong này thì những cái thứ khoan thêm cái nước này, khoan thêm cái nước đi ra ngoài kia nhé. Xong nhà tắm các thứ làm sao để gọn gàng nhất, điện nó phải gọn gàng. Bóng của bếp thì lắp ở đây đi, bóng bếp lắp ở giữa cửa này nhé, để nó sáng phả vắt ra bếp luôn. Đấy, nhà tắm thì cũng lắp ở giữa cửa cũng được, làm sao cho nó gọn đẹp nhất là được. Đó. Xem nào. Cái công tắc chính của trong nhà lắp ở bên nào đấy? Vân thích lắp bên nào? Cái bảng điện đấy em thích lắp bên nào? Bảng điện. Bên này. Bên này thôi. Điện bên này đấy. Ừ. Xong rồi công tơ lắp bên kia. Mấy nữa là mua cái tivi khoảng 72 inch lắp ở đâu? Chắc là góc này thôi. Được tí thôi, còn là rất là nhiều cái hạng mục nữa, như là sắm đồ nội thất, sắm đồ gia dụng, rồi là giường tủ các thứ nữa cho em Vân. Tuy nhiên thì bây giờ lắp điện cho anh em thắp sáng đã. Hôm qua mới lắp cửa xong và hôm nay thì mới phát quà cũng như là lắp điện, nên là cái bếp, chỗ bếp thì vẫn chưa có sen hoa nha anh em, cơ khí chưa mang lên mọi người nhé, nên là chưa có. Bây giờ thì anh em mình sẽ cũng bắt tay vào và làm thôi, xong là sẽ tiếp tục là ăn cơm với nhà em Vân nữa. Đấy. Đây này, chưa lắp điện nước, đâm ra là cái nước sử dụng của nhà em Vân là cứ phải trèo lên thế này, rất là bất tiện. Đấy, muốn có nước tắm, muốn có nước gì là trèo như thế này, xong bắt đầu là đấy. Hả? Có cái ống nhưng mà quen như thế này rồi, bởi vì nước đã cho vào tét rồi. Đấy. Phải xả nước ra hết đấy, tí nữa đấy. Ừ. Nói chung bây giờ mình dùng nữa, xong tí nữa là rửa thịt thà các thứ nữa thì nó cũng dùng hết thôi. Đấy, xả nước ra sân bẩn hết. Bây giờ lắp đàng hoàng thì nó sẽ ok ngay. Thì sẽ không phải là xả như này nữa mà sẽ phải sử dụng khép kín ở bên trong luôn. Nhà, cứ như thế nhá. Còn điều gì băn khoăn chăn trối nữa không? Ừ.
Nhiều bác còn bảo sao không làm cho vần điện 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 âm ấy, điện điện chìm ấy. Ờ, ui dồi ôi, nhà tình thương mà làm như biệt thự thế này thì chết. Chắc mà làm cũng được nhưng mà sau này nó rất là khó sửa. Sửa, vấn đề sửa là nó rất là mệt mỏi. Thôi hôm nay nhà bẩn một tí nhá, lắp điện các thứ thì nhà bẩn xong lau sau nhá. Ừ. Ừ. Máy khoan là bẩn. Máy khoan các thứ đâu? Thôi đừng bế con nữa, để con chơi thôi. Thời gian đi bế con nữa thì chết dở. Để chơi mình với chị thôi. Thật đây hầu là xì mũi ngay, xì. Nhanh, xì hết mũi đi. Đừng để thò lò mũi xanh, thò lò như thế không đẹp. Anh Khuyết ơi, mình lấy cái ổ cắm xuống đi. Cái ổ cắm xuống dưới đất đi. À, đi xuống đây. Ở đây mà ban đêm mà điện mà đi từ quốc lộ 4C nhá, dọc trục Mậu Duệ lên Mèo Vạc, nhìn một phát ở đây thì quá đẹp. Nếu như mà là nhà Tam Giác Mạch là Tam Giác Mạch còn chạy thêm một cái led ở đây nữa thì úi dồi ôi luôn. Tuy nhiên thì nhà từ thiện, nhà tình thương ấy thì chia sẻ thật với khán giả là làm như này nó không hề đắt đâu. Nó chỉ mất cái là kẻ chỉ này này, phào chỉ này này, là mất thêm một ít công cho anh em để anh em trang trí thôi. Và những cái chóp đấy là mình cách tân đi một xíu, nhưng mà được cái là tiết kiệm vật liệu nữa. Thật ra là chưa thử làm, chưa dám làm và chưa dám thay đổi thì mới chưa thấy cái đẹp thôi. Còn thực tế tất cả nhà về sau thì anh em mình sẽ cố gắng làm là cách tân cho nó đẹp luôn. Đấy. Anh thổi em nó. Alo ạ. Người chết thì mát em. Phạm Đà. Cái xe đợt mình mua đấy á. Dạ vâng. Vâng. Giảm giá thì chưa thấy ai nói giảm giá, vẫn cứ giá đấy thôi, 19 triệu mấy. Dòng dòng dây lấy ra đi. Gần 20 triệu cả đăng ký. Tiết lòng. Lấy dây ra đi. Lấy dây ra đi. Đấy. Tức nhiên giảm từ bao nhiêu xuống bao nhiêu nhỉ? Nó kìm. Kìm á? Không nhớ đâu, lâu rồi mua được giá. Kìm bây giờ mượn anh xính rồi, anh quả xính rồi. Vẫn đi mượn đi mượn cái kìm. Một cái đấy. Nhưng mà tất hoàn tất là 19 triệu mấy trong gần 20 triệu. Chút chia cái giết đó. Quá chứ, quá chứ. Tháo ra đi, anh Sung. Tháo ra cho an toàn đi. Cẩn thận nhé, điện đó cẩn thận nhé. Đừng để đến lúc thấy toàn thấy cười thôi. Hiện tại là trên kênh của Súng là cũng có một hoàn cảnh là hai bố con Vân đúng không? Đúng. Một con là cũng rất là khó khăn đúng không? Đúng. Rất là nhiều khán giả có gọi cho Tam Giác Mạch đến chia sẻ hộ em Súng Hà Giang. Tuy nhiên thì nếu như mà khán giả nào có quan tâm thì có thể ghé xem kênh của em Súng Hà Giang, Thò Mí Súng để có thể chia sẻ cái hoàn cảnh đó để giúp đỡ được hai bố con. Ngoài ra thì còn rất là nhiều hoàn cảnh khác trên kênh của em Súng cũng đang cần sự giúp đỡ. Nên là cô anh chị có thể ghé qua kênh Thò Mí Súng để xem và chia sẻ cũng như là kết nối cùng với em Súng. Về đây nữa. Có phải chạy về chỗ này không? Chạy về đây vòng vòng xuống đây đi bên kia. Nhiều phết đấy.
Lắp cái nẹp chưa? Lắp. Cho cái nẹp vào chưa? Chả biết đùa. Nẹp đấy. 3 độ. Thì vẫn làm được. Thôi. Đây. Ok. Vừa cầm máy vừa giữ nó nhanh. Quá thẳng. Cái máy còn dễ một tí, dùng tu vít vặn thì lâu. Tu vít thì khó làm. Ok, xong. Quá đẹp. Ơ kìa.
vẫn muộn thế nhỉ? Đi sớm thành muộn thật à? Bên này nữa, dòng dây ra hai phòng ấy. Bà mới đứa trẻ con nên ra ngoài chơi đi. Chưa. Chấm ít cái muối thế này có khoan khoan được đấy. Thủng không? Muối này là hơi to nhỉ. Làm bên này chứ, dòng bên này chứ, hay dòng hai phòng nữa là được. Đây là đây là chưa dòng nữa đấy. Ồ, oh, điện rỗi hết rồi. À, nồi cơm sôi đấy, tưởng... Ở đây có bật đâu. Thôi làm xuyên trưa luôn đi. Xong nó làm thì ăn cơm luôn đấy. Hai đứa con gái là nó kêu to thế. Em đây đi. Đây này, dây đây nữa. Hãy đi, hãy đi. Chắc là có một người giúp em đấy, giúp em lấy cái thang đi. Tối nhỉ? Em để vào. Hôm trước là mình vẫn làm lấy à. Cái nịch thôi. Cho ở dưới này đây đi. Cái gì? Dây ấy. Kéo đi. Cái này ấy. Cái ở dưới trước đây. Đây đây đây. Cái vừa thôi. Cái vừa thôi. Đây nhịp cho. Điện chìm còn lắp khó hơn cái điện này nhỉ? Điện chìm là lúc mình xay ra là lắp nó. Có lúc sửa chữa lại khó. À, quay trong nhà ra bên ngoài hơi tối, các bác thông cảm nhá. Không biết làm gì. Để nó cố định, nó ở đây. Úi, không phải á? Phải mà. Chấp một cái thôi đi. Làm gì không phải? Không phải cái này là cái nào? Quá đẹp. Không thể chê vào đâu được. Đáng làm thì phải được.
Phải về giữa này cơ, cho vào được. Nó có lẽ hai bên được rồi mà. Được rồi. Nó họ chắc ở đâu mà. Được chưa? Ra hết. Chưa chắc chắc được mà. Cái cổ dao rồi chưa anh? Cái đã thử mắt rồi được chưa? Được. Lắp thôi. Lắp vào bật bóng sáng là được rồi. Nhưng mà bật bóng lại không sáng là lắp lại. Cái này sáng rồi. Làm xuyên trưa luôn anh em, mình không cần nghỉ luôn. Làm nó xong là ăn cơm. Dạ Vân lấy cái gì về đấy? Trứng à? Cảm ơn anh, cảm ơn nhé. Vâng, vâng. Vâng. Vâng, vâng. Bỏ công mới là quý bác ạ. Tôi sẽ bác nhé, để cháu làm việc này bác nhé. Rồi lúc khác bác cháu một tâm sự. Đây là thợ điện lầu Mỹ Trọng đây nào. Căn nhà thứ 11 rồi nhưng mà Trọng lắp vẫn bóng đèn vẫn đen xì một vài lần. À, nha, em tâm nhớ đấy, em súng lắp đấy. Súng Hà Tây, không phải súng Hà Giang, súng Hà Tây. À. Túi nào sắm luôn. Xịn phết nhỉ. Dòng vào trong hai phòng nữa được nhỉ? Cái đẹp lắm. Bóng nào ở ngoài đấy? Hả? Bóng nào ở ngoài đấy? Bóng ở trong đây. Chắc khoảng 5 mét nhỉ, 6 mét đấy. Đấy là uy tín đấy. Được đấy. Nhìn uy tín đấy. Thank you.
ủ đến đây luôn nhỉ. Cắm cơm các thứ dễ mà. Tiền nào còn đấy mọi người, nếu như mà tiền ít thì mình lắp cái không có áp trong mắt. Thường các bác khuyên là dùng cái này nó an toàn cũng đúng thôi, mà anh em mình luôn luôn là phải cân đối tài chính chứ không thể nào mà thích là được, nó sẽ khó cho đấy. Không bấm được thì vứt đi. Đóng luôn, không ấy luôn, không thẳng chú ơi. Chú khoan không thẳng luôn. Nắn luôn tí. Nắn à. Alo, đây là mình mà. Đây là mình mà. Của em có nghe không hả? Vâng, cháu đây. Ủa, cô nói đi. Quá thẳng.
Mình phải thẳng như thế chứ. Vân có làm được như nào? Có làm được như nào? Không làm được. Một chốc mà đi làm về mà sao? Như nào? Trước đi làm bây giờ quên hết rồi. Chết rồi, bây giờ chết rồi. Bên kia cắt tay lọc chứ nè. Phải chết luôn. Là thứ hoàn nha. Thủ đi. Hãy xuống rồi. Ừ. Tại sao anh đang đục, đục cái này to một tí nhá. Con lửa, ốc lửa nó. Được mà. Không, cái này thì phải cho nó như thế này cơ. Cho nó khít nhỉ. Nó chắc được. Con lửa khát hoa lửa đấy. Nó không nhăn rồi. Nó nhăn thêm rồi. Nó không nhăn rồi. Ờ. Vặn luôn đấy. Hơi mở tay ấy. Chị khua. Quá đẹp. Cho mình cái này nè. Lằng ngoằng phết nhỉ. Nhiều dây. Cháu tờ.
sôi. Kéo ra bên kia, bên kia. Kéo nó vuông góc đi. Kéo được mà, cứ kéo đi, không sao đâu. Dầu. Vừa cho dầu vào mà. Bây giờ có bảo với mình bảo mua mà không lên nhà anh. Mua gì? Lên mua. Mua gì? Mà không đây. Có. Đây mắm à? Sao không? Thôi, rồi, cho mì chính vào đây. Bảo Phan làm khó. Dù cô luôn luôn chậm. Lúc chậm lúc muốn hết gì? Đẹp không? Vân đang ngủ phòng bên này nhỉ? Riêng cho Vân lắp rồi này, mất 2 ngày thì Vân nhỉ? Thay lại đâu? Thôi lắp. Dọn sạch vào nhá. Cái này còn dùng bạn nữa nhá. Không được bằng cái bút nữa nhá. Cái này của anh bạn sẽ. Mai là sau sinh nhé. Luôn à?
Xong con ong đúng không? Bây giờ còn con dế nữa đúng không? Cho về bên này mà. Đầu về cho về bên xả mà. Đó, thế thì cho sang bên kia sang là mình. À, mới bắt đầu đi. Mạch điện nói chung là anh em là làm là nó ok sáng chưa? Sáng rồi. Chắc chắn là sáng anh em làm như thế cơ mà. Đấy. Nói chung là mất gần hơn một buổi đấy mọi người ạ. Rồi, sáng trưng rực rỡ đẹp trai. Bữa bộn quá, phải gọn gàng tí nhá Vân nhá. Rồi. Nhớ là không dùng gì thì tắt điện đi nhá. Không có tiền đâu. Đấy. Cái này thì đối với nhà tắm thì cắm thôi. Lúc nào đi tắm thì cắm vào nhá. Bởi vì thiết kế thêm một cái ổ trong đấy thì nó ấy quá. Nhá. Đấy, cứ cắm ở đây cho nó tiện này. Hoặc là ở đây em có thể cắm cơm nhá. Đây là mấy nữa để nồi cơm ở đây này. Xong là cắm vào ổ này này. Đấy. Trong nữa anh về thì dọn dẹp tất cả các thứ gọn gàng giúp anh. Bát đũa thì chồng vào rửa hết xong sấp vào nhá. Chỗ này thì nhắc lại một xíu là anh em thợ cơ khí chưa mang lên thì chưa lắp đâu, chứ không phải không lắp đâu mọi người nhé. Hôm nọ là quên. Anh em mình lại thiếu một cái van nước nên là sáng mai thì sẽ lên đây để lắp hoàn thiện cái vòi nước ở đây. Vòi để rửa bát đây này. Còn nước hiện tại nó hết rồi mọi người ạ. Đâm ra là không xả được. Anh trong này thì anh em mình cũng chỉ lắp được hoàn thiện cái bệt cao này. Và trong này thì có một vòi xả ra để tắm. Thì khu vực này là đặt chậu ở đây, tắm rửa ở đây, giặt giũ ở đây thoải mái, rất rộng rãi nhá. Đấy, là xong. Hôm nay là chính thức là lắp điện xong. Nhà Vân thì bây giờ là xong hết rồi. Còn lắp nội thất một xíu nữa, khả năng là sẽ mua bộ bàn ghế nhỉ. Có mua bộ bàn ghế không? Lắp một cái giường này, một bộ bàn ghế này. Và sau đó là set up lại tất cả các đồ gọn gàng. Rồi nồi thì khả năng anh bắn vào đây này. Anh bắn vào đây xong là treo lên nhá. Nấu xong mình treo lên đây. Rửa mình treo vào đây. Bát đũa thì mấy nữa anh bắn một cái giá. Cái giá bát đũa ở đây. Mình rửa ở đây xong mình úp vào đây luôn. Là xong xuôi nhá. Là chính thức là bắt đầu lên nhà mới. Đấy. Dù là còn rất là nhiều những cái hạn chế. Tuy nhiên thì anh em mình đã cố gắng làm sao để có một căn nhà nó tuyệt vời nhất rồi. Đấy. Điện đóm các thứ cất đi. Những cái gì đồ gì dùng được gom lại một chỗ nhá. Để sau này mình có thể tận dụng cho nhà xây hoặc là những cái nhà khác anh làm. Thì mình sẽ tận dụng nhé.
Đấy, bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin phép kết thúc cái video. Một lần nữa là chân thành cảm ơn mọi người đã xem video. Và nếu như có ủng hộ cho kênh Tào Giác Mạch thì có thể mua những cái sản phẩm trên kênh như mật ong hoa bạc hà, mật ong rừng hay là chè này, rồi là dứa khô, chuối khô. Đó. Để anh em mình có thêm cái kinh phí để có thể đi lại. Còn bây giờ thì chắc là hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.